cho tham khảo. Cái này cái nu vô công nha bạn, nu mà khỉ, cái này nu từ gốc lên tới ngọn luôn. Đế tự nhiên nha, mà anh xưa người ta tích đế rồi ăn. Cái này cái eo là 50 mấy dòng rồi, còn cái cục này bự lắm rồi, cục này có 70 dòng, cục đế, cục đế. Nó cao khoảng 45 thôi. Cây nu ghê bạn, cây này sẽ một cái ra dàn nu đẹp cực kỳ luôn. Đế tự nhiên mà người ta làm đế đẹp ghê. Bộ dạ đây, cái này sẽ là dàn nu khỏi chê luôn ạ. Biết bao lâu mới được cây vậy, này vô được nhịp 2 rồi, người ta nuôi cốt rồi, vô được nhịp 2, nhịp 3 mới đi kẽm lại. Này giao giao gần gần mình giao được nha bạn. Chào giao Tiền Giang.